nhà của một vị phó chủ tịch mà treo bức tranh bắt tên quần thú thì trông sẽ như thế nào? Đây là không gian phòng khách của một bác khách đang là phó tổng của một tập đoàn lớn tại Hà Nội. Và khi bước vào phòng khách này, rộng gần 100m, chúng ta sẽ bị ấn tượng ngay bởi một chiếc bể cá với con bạch long cực kỳ đẹp và đắt giá. Nội thất ở trong nhà thì được làm bằng gỗ ốc chó nhập khẩu, cho nên là toát lên được cái vẻ sang trọng. Và một chiếc view Hồ Tây như thế này thì thực sự là siêu đẹp, siêu rộng và siêu thoáng. Chắc chắn là thật là hiếm để mà có được một cái view Hồ Tây thật là đẹp như thế này, đúng không các bác? Còn đây chính là bức tranh Bát Tiên Quần Thú mà chúng tôi đã treo lắp từ năm 2017. Cho đến nay, tác phẩm thì Nguyễn Y Vân vẫn y nguyên rất là đẹp và ngày càng toát lên cái màu sắc của thời gian rất là trầm ấm. Chúng tôi đã chăm sóc và bảo dưỡng cho tác phẩm này suốt những năm qua để tác phẩm luôn mang được đúng cái tinh thần của Bùi Gia. Đó là hết lòng vì sản phẩm, hết lòng vì khách hàng.